Đời cần gì lo âu, cãi nhau thêm sâu mình được chi đâu. Giúp nhau cho từ dày về mai sau thêm yêu dấu. Dù rằng ngày hôm qua cãi nhau ôm xong người trẻ người lớn, 70 năm trời từ Tây sang ta sao nhây quá. Ủa mỗi sáng cứ bước ra bước vô bước tới bước lui bước qua bước lại. Rồi thấy tình đôi lắm lúc khó khăn nhiều khi nó cũng đang quằn quại. Thôi thì giúp nhau trong lúc nỗi đau tiền tài nó vẫn chưa dừng lại. Nhắc nhở cho nhau đi qua cơn bi cực rồi sẽ tới một thay lại. Now be sang người nào cùng nhau để giúp nhau lúc cần đầu. Now be sang người nào cùng nhau để giúp nhau bao lâu sau. Now be sang cùng nhau. Now be sang người nào. Now be sang cùng nhau. Cùng sẽ sống giàu. Ủa Hạnh, mẹ em với chị Lâm đâu? Chị Lâm đưa mẹ em đi biển rồi. Tội nghiệp mẹ em cả tháng trời lo lắng, giờ cũng đỡ được một chút rồi. Cảm ơn anh nha. Anh với em mà cảm ơn cái gì. Anh làm chuyện này là cũng vì tiềm năng của hai đứa mình, với lại vì tương lai tụi mình nữa. Mà thiệt tình luôn, em không thể hiểu nổi tại sao Khanh lại xấu xa bỉ ổi như vậy nữa. Càng nghĩ càng tức. Em đi đâu vậy? Em đi tố cáo Khanh. Em bình tĩnh lại đi, mình chưa đủ bằng chứng mà, em đừng có manh động. Chưa đủ bằng chứng? Bao nhiêu chứng cứ mà chị Lâm đưa ra vẫn chưa đủ nữa hả? Hay là anh đợi cho Khanh phá nát hai tiệm nail của mình anh mới chịu nổi? Ủa mẹ, sao mẹ gọi con giờ này? Còn gọi nhóm nữa. Con đang bận lắm, con đang cùng anh Phát tính chuyện cứu tiệm nail của mình nè. Dạ, con chào cô. Mẹ nói cho con biết nha, ha. Con tuyệt đối không được qua lại với thằng Phát, nghe rõ chưa? Mẹ, con với anh Phát quen nhau thì sao? Tại sao mẹ có hiềm khích gì với Dù Anh, sao rồi ghét lai qua bên anh Phát vậy? Mẹ có biết là anh Phát vừa cứu tiệm mình không? Không nói chuyện với mẹ nữa. Happy, mẹ chưa có nói hết với con mà tại sao con bỏ đi như vậy? Chị Bột, trời ơi, tôi nghe con Lâm á, nó báo cáo tình hình của Binel ở bển thì tôi mừng quá trời luôn. Cũng may là có con Phát nó giúp á chị. Cô Một, calm down, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh làm sao được? Bây giờ cái con Happy nhà cô á, nó đòi qua lại với thằng Phát, làm sao mà tao bình tĩnh được? Nè, tôi nói cho ông biết nha ông Trí, tôi dặn ông một lần cuối cùng, ông làm ơn, ông thực hiện đúng như cái lời tôi nói nghe. Khi mà ông thấy con Hạnh nhà tôi mà qua lại với thằng Phát, tôi đề nghị ông lôi đầu nó về, trói nó lại cho tôi, trói chân nó để nó khỏi đi, trói tay nó để nó khỏi rờ rẫm mò mẫm, bịt cái miệng nó lại để nó khỏi nói chuyện được, nhớ chưa? Trời ơi chị Một ơi, tôi thấy trong chuyện này á, chị cũng quá khắt khe rồi đó. Chuyện nào ra chuyện đó chứ. Ây da cô ơi, thời buổi này á không thể nào mà cô làm như vậy được. Bây giờ trai chưa vợ, gái chưa chồng, tụi nó xa cha mẹ mà ở gần nhau, cái chuyện tình cảm phát sinh là chuyện bình thường. Con trai với con gái mà nó vừa gặp nhau, sáng nó gặp nhau, trưa nó giảng lại, tối nó làm vợ chồng liền. Cái con file kia. Dạ Năm nghe. Ý con nói như vậy á có nghĩa là con đương nói là cô áp đặt con gái của cô hả? Không phải vậy đâu. Nín. Chuyện là vậy nè. Shut up. Còn ông, tôi cho ông cơ hội giải thích một lần cuối cùng đó. Chuyện vậy làm sao? Thằng Phát nó là người tốt, nó thấy tiệm của mình có chuyện, nó qua nó giúp đỡ. Đáng lẽ chị phải cảm ơn nó chứ. Trời ơi, tôi thấy trong chuyện này là chị quá rồi đó nghe. Chú Chí, con chịu chú vụ này. Lai đậm chú, lai mạnh, lai mạnh. Mấy người đó, tại sao bây giờ ai cũng phản bội tôi hết trơn vậy hả? Không còn ai bên cạnh tôi vậy. Nè ông Trí, tôi nói với ông lần cuối cùng. Đây ông nhìn mặt tôi nha. Ông nhìn mặt con Phai. Ông nhìn đi. Biển nè, những người bơi nè, chim nè, trời nè, nè tất tần tật mọi thứ. Làm ơn nha. Bất cứ một người nào ở trên cái thế giới, trên cái cõi trần này á, mà còn binh vực thằng Phát, người đó sẽ là kẻ thù của tôi. Nghe rõ chưa? Cha Chí Lùng mũi bất bự. Để đi gọt mũi đó. Còn mày, cái mũi mày á là hơi bị cao đó, nghe chưa? Sửa lố à. Đưa cái tôi đây. Cô ơi,
không phải vậy đâu. Chuyện là vậy nè. Shut up. Cô nè, cái con file kia, mày mà bước theo tao một bước nữa thôi là vĩnh viễn không bao giờ tao gặp lại cái bản mặt của mày nữa đó. Cô ơi, không phải vậy đâu. Chuyện là vậy nè. Thôi mà, mẹ nói vậy cũng là thương em thôi. Thương em cái gì? Bây giờ có cách nào cho hai mẹ bớt căng thẳng với nhau không? Chứ làm như vậy hoài rồi em với anh tới với nhau cũng không được, chia tay cũng không xong. Tại sao thù hằn của thế hệ trước bây giờ hai đứa mình phải chịu vậy? Theo như anh biết thì hồi xưa hai mẹ rất thân với nhau, nhưng chỉ vì một sự hiểu lầm mà hai mẹ từ bạn trở thành thù. Giờ chỉ còn một cách mới có thể giúp hai mẹ hóa giải hận thù. Cách gì? Mẹ, hôm qua mẹ đi biển về mệt không? Cầm rắc nước cho mẹ uống nè. Mẹ. Thôi bỏ ra đi, đừng đụng gì tới tôi. Cô còn yêu thương tôi à? Cô còn để tâm đến tôi à? Tôi không khác. Mẹ, con biết là mẹ giận con, nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó chứ. Với lại chuyện tình cảm khó nói lắm, đâu phải nói muốn buông là buông đâu. Mẹ phải cho con thời gian chứ. Vậy là con đồng ý không chịu quen với ông Phát nữa rồi đúng không? Phải vậy mới được chứ. Chuyện đó mình để qua một bên đi mẹ. Chừng nào mà con giải quyết xong hết chuyện của Pinknail, con hứa với mẹ là con sẽ không gặp anh Phát nữa. Vậy mẹ cuối cùng thì con vậy mới là con gái ngoan của mẹ chứ. Trời ơi, cái ly nước nó sảng khoái hay sao đâu á. Bởi vì mẹ mới nói á, con phải hiểu được tấm lòng của người mẹ. Con hiểu không? Dạ. Tất cả mọi chuyện con hiểu không? Có nghĩa là tất cả những bà mẹ trên cái cuộc đời này á, thì đối với cái chuyện mà tề gia nội trợ hay là chợ búa hay là nói chung á là mẹ con chào cô. Ôi mẹ con... ngủ rồi chào. Ngủ hả? Yes. Vậy là công hiểu rồi này, công hiểu thiệt. Nhưng mà có yên tâm không vậy? Mẹ mới uống còn chưa đụng phút là ngủ ngang luôn rồi. Em yên tâm, cái này là thảo dược, gọi là dành cho những người mà mất ngủ á. Tại mẹ mới đi biển về, mệt nên uống vô, nó ngấm liền luôn. Búa nha. Ừ, nhưng bây giờ tiến hành kế hoạch thôi. Thôi mì ơi, sao không có ai vậy nè? Nam ơi, Jennifer ơi, có ai trong đó không vậy? Hả? Trời, bà Một. Bà sao vậy bà Một ơi? Trời ơi bà Một ơi, cái điện thoại mình đâu mất tiêu rồi. Trời ơi, lại để quên ở nhà. Hết pin nữa. Bà Một ơi, bà Một, chuyện gì xảy ra vậy bà Một? Trời ơi, Happy.
Bà Một ơi, bà Một ơi, tỉnh dậy bà Một ơi. Bà Một, ôi, bà Một. Ôi da, ôi da. Tỉnh chưa? Hả? Trời đất ơi, sao tiệm của tôi tanh bành vậy? Hả? Hả? Sao tiệm tôi bị như vậy hả? Ai mà biết được, bà Một. Hả? Bà đâu mà ra, bà làm gì đây vậy? Trời. Tại vì tôi nghe mà là bà có chuyện tôi chạy qua đây nè. Ai? Ai báo với bà là tôi có chuyện? Bà không cần phải quan tâm đến chuyện đó. Tại sao chuyện này xảy ra vậy? Tôi không biết đâu. Hả? Trời ơi, sao tôi nhức đầu quá vậy nè trời. Ôi, chắc là... Ôi, bà làm ơn mà đưa tôi về được không? Về đi. Về làm sao mà về? Cửa nó bị khóa ngoài rồi. Cái gì? Sao vậy? Hả? Ai khóa? Trời ơi, làm sao mà tôi biết được? Hay là bà ăn ở sao người ta thù bà, rồi người ta trả thù? Cuộc đời tôi có mình ơn bà thù tôi thôi. Bà làm như là cuộc đời tôi có mình ơn và tôi hận bà thôi đó. Không, nhưng mà tại sao lại bị cúp điện như vậy? Thôi, làm sao tôi biết được? Tiệm của bà mà. Bây giờ gì nè, mình không có thể nào xoay sở được hết á. Tôi thì quên điện thoại, còn cái điện thoại của bà thì hết pin rồi. Chết rồi. Ủa? Tại sao vậy? Bà ơi, tôi nghe như là có cái tiếng gì giống như là có hâm microwave ở dưới bếp không? Đồ ăn đồ uống gì đó. Cúp điện mà. Hả? Cái gì vậy? Điện sao rồi? Chứ cái tiếng gì tiếp ghê vậy? Cái tiếng này quen à nha. Hả? Tiếng này giống như tiếng mà ở trong...